Từ biết rõ hôm nay hết, cũng như người từ nước này sang nước khác, tự biết mình khổ hay vui là do của cải thiện hay ác của mình mang theo mà thôi. Và ngay cả pháp tộc cũng chỉ biết phần nào cuộc sống khổ vui của vong linh ở thâm sâu và thế giới của vong linh sẽ đến. Vậy trước khi làm lễ chi quan đưa vong linh về thế giới khác, vong linh đang phát tâm trong giờ phút cái buổi này đã có tất cả nguồn hồi hướng các thiện duyên và các nguyện cầu cũng chung trời các phước lành đến pháp, đồng thời phát tâm vui tam bảo giữ các giới cấm trong tương lai trong những cảnh khác, nghĩa là độ nguyện hồi qua phản chiếu thật sự như thắp lên một ngọn đèn, bao nhiêu bóng tối trong nhà tối lâu lắm hãy đều biến mất. Rồi từ đó sẽ nhờ pháp lực tiếp dẫn vong linh từ trần gian này về Phật quốc khác. Vong linh hãy đã nghe rõ và tự nguyện làm theo lời phát ngữ mà lễ sư vừa tuyên tập trước Phật đài. Vong linh nguyện thì tám làm được như vậy thì phước báu vô cùng. Giờ đây xin mời tất cả thân nhân tăng quyến cùng tất cả Phật tử hiện diện hãy vì vong linh nguyện thì tám và cho vong linh đồng thanh hộ niệm. Vong linh nguyện thị tám vốn tạo các vọng nghiệp. Vong linh nguyện thị tám vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, đều do vô thủy tham sân si. Từ thân niệm ý phát sinh ra, từ thân niệm ý phát sinh ra. Tất cả vong linh xin sám hối, tất cả vong linh xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lễ một lễ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lễ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lễ. A Di Đà Phật, A Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin thương xót phước độ gia đình có được chiếu. Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã cùng các quý khách thập phương, nhà đền tin của Nguyễn Thị Tám lâm bệnh về với chế tổ. Hôm nay chúng tôi đại diện cho đảng và chính quyền cùng các ban ngành trong thôn đã có vòng hoa tươi lén hương ngát đến kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ cùng tăng quyến và chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nhạ lên đọc lời hiếu. Xin kính mời ông. Lễ truy điệu cụ Nguyễn Thị Tám bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Tám, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị trong thôn, trong xã, kính thưa các đoàn quý khách thập phương và toàn thể nhân dân, thưa gia đình tam quyến, thật vô cùng đau xót khi được tin cụ Nguyễn Thị Tám qua đời. Ban công tác mặt trận thôn, các ngành toàn thể cùng toàn thể cán bộ nhân dân trong thôn đã kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và bàn thành lập ban tang lễ, thống nhất chương trình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu, lễ an táng cụ Nguyễn Thị Tám về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôn Nam Triệu Hai thông báo tin buồn này với cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn biết tin, kịp đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Giờ tiễn biệt cụ Nguyễn Thị Tám đã đến, cho phép tôi thay mặt cho cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã chúng tôi có lời thăm viếng, chia sẻ nỗi đau cùng toàn thể gia quyến, có vòng hoa thơm nắm hương ngát kính viếng hương hồn cụ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ,
cụ Nguyễn Thị Thán sinh năm 1943, cư trú tại hội Lâm, thôn Lan Chiểu 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, cụ sống trong sự che chở của cha mẹ, họ hàng, làng xóm, được gia đình cho ăn học. Khi lớn lên, kết bạn cùng cụ ông Mai Đức Lam. Hai cụ sinh được 5 người con, 3 con trai và 2 con gái. Trong đó có 2 con trai của cụ tham gia lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Các con của cụ nay đã trưởng thành, yên bề, gia thất. Gia đình luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, của làng xóm, cùng với cán bộ và nhân dân trong thôn. Trong xã xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp như ngày hôm nay là có sự đóng góp một phần của cụ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian mắc bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ cùng gia đình hết lòng quan tâm sẻ chữa, thuốc thang cùng bà con nuôi xóm, các ban ngành đoàn thể thăm hỏi động viên, song do tuổi cao bệnh nặng đức kiện, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 14:00 ngày 2/1/2023, tức ngày 11/12 năm Nhâm Dần, cụ đã hưởng thọ 80 tuổi. Cụ mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình, dòng họ, xóm làng, quê hương, không có gì thay thế được. Vĩnh viễn từ nay các con của cụ mất đi một người mẹ sớm khuya tận tâm. Các cháu, các chắc của cụ mất đi một người bà, người cụ kính yêu, vô cùng đau xót và thương nhớ. Họ hàng, làng xóm mất đi người bạn tốt. Thưa toàn thể nhân dân, sinh ra mất đi, ông cũng là quy luật của tạo hóa. Hôm nay trước vong linh cụ đã từ giã thế giới này về cõi vĩnh hằng, về với thiên tổ, về cõi thiên vòng, về với đất mẹ, một giấc ngủ đàn thu, để lại thắp hương cho gia đình, cho con, cho cháu, cho họ hàng, quê hương. Trước giờ phút đi biệt này, một lần nữa, cho phép chúng tôi san sẻ nỗi đau thương cùng tang quyến. Xin kính cẩn trước vong linh cụ và cùng nhau kiến đưa cụ Nguyễn Thị Tám về nơi an nghỉ cuối cùng, chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ cụ, xin mời toàn thể các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình để có lời cảm tạ. Xin kính mời. Kính thưa các đồng chí đại diện cho chính quyền địa phương cùng ban ngành đoàn thể, cùng họ nội, họ ngoại và con thân bằng cố hiếu gần xa, khi tất lửa tối đèn cổng cụ, nhận được tin cụ tối 250 về in gần tổ tiên. Vậy cho phép tôi thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn tới bà con cùng các cụ công các bà đã bớt chút thời gian và ngọc đến kính viếng hương hồn cụ của tôi. Vậy cho phép tôi thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn khi đưa tang cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng mộ yên mà đẹp. Xin mời các cụ công các bà cùng toàn thể bà con thân bằng cố hữu, anh chị em gần xa trở về gia đình tang quyến chúng tôi, để gia đình
có lời cảm tạ và biết ơn sâu sắc, xin trân trọng cảm ơn. Lễ truy điệu cụ Nguyễn Thị Tám đến đây đã kết thúc. Lễ di quan bắt đầu.
Thank you.
Ông ơi,
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dân vong linh về với thiên tổ siêu sinh tịnh độ hi. Nam mô dẫn linh hồn Bồ Tát Ma tìm vòng không thích cắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quá hết rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ê ho nhất tâm ý tư bay biệt vong linh tư này cứ hay. À.
Oh.